đến với chương trình Lăn Quanh Trái Bóng. Trong cục diện bảng F của Euro 2016, việc đội tuyển Bồ Đào Nha có tấm vé vào vòng loại trực tiếp gần như là điều rõ ràng. Suốt còn lại là cuộc cạnh tranh giữa đội tuyển Áo, Iceland và Hungary. Vì vậy, trận đối đầu giữa ứng viên số 1 Bồ Đào Nha và chủ ngựa ô Iceland vào lúc 2 giờ sáng ngày 15 tháng 6 có ý nghĩa quyết định nhiều tới kết quả xếp hạng của bảng F. Không phủ nhận Bồ Đào Nha và Áo là hai ứng viên hàng đầu cho tấm vé vào vòng knockout. Bồ Đào Nha là đội bóng có nhiều ngôi sao chất lượng nhất và sức mạnh của người Bồ ở Euro 2016 còn nằm ở sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Tuy nhiên, với thể thức mới của UEFA khi 4 đội đứng thứ 3 bảng đấu có cơ hội đi tiếp, Iceland hứa hẹn sẽ là một cái tên sáng giá. Tại vòng loại, Iceland đã khiến những ông lớn như Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ điêu đứng. Vì thế sẽ không bất ngờ nếu như đội bóng Bắc Âu có thể làm ngựa ô của Euro 2016. Như thường lệ, cuồng nhiệt cùng Euro sẽ đưa ra các câu hỏi dự đoán mẫu cho trận đấu tâm điểm này. Câu 1. Cristiano Ronaldo sẽ tịt ngòi trong trận đấu gặp Iceland. A đúng, B sai. Câu 2. Iceland sẽ thua nhiều hơn hai trái. A đúng, B sai. Để tham gia tương tác với cuồng nhiệt cùng Euro, các bạn hãy truy cập vào website www.vtvplay.vn hoặc tải ứng dụng VTV Play rồi chọn dự đoán nhé. Hoàn toàn miễn phí, chỉ cần trả lời đúng hết các câu hỏi trong chương trình, bạn sẽ có cơ hội nhận thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng cũng như nhiều giải thưởng hấp dẫn khác từ nhà tài trợ. Tú Linh xin chúc các bạn có những giây phút thư giãn với game tương tác cuồng nhiệt cùng Euro 2016. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!